Đây là top 1 ở server Đào Nguyên S13 Safe Banner. Không biết là quả tên này có ý nghĩa là gì nhỉ. Hiện tại thì yêu lực của bạn ấy là 48,12 ức, gần 50 ức các bạn nhé. Ủa, khủng khiếp quá. Trong khi đó top 2 mới đạt có 6,74 ức, và top 3 đó chính là 2,89 ức các bạn nhé. Safe Banner và phần còn lại của server các bạn nhé. Ảo thật đấy. Các cái chỉ số đây các bạn có thể nhìn thấy này, 9,23 ức là về tấn công, HP là 76,14 ức, thủ là 1,36 ức. À mà quên, nãy giờ cứ nói ức ức ức, không biết là các bạn có biết là bao nhiêu hay không. Tính ra đơn vị trong tiếng Việt của mình thì là 1 ức là bằng 100 triệu các bạn nhé. Mà đây là 48 ức, tức là 4,8 tỷ điểm lực chiến các bạn nhé. Ôi ôi, càng ấy nhỉ. Bạn ấy thì chơi theo trường phái đó chính là liên kích cũng như là bạo kích nhá. Ủa ôi, bạo kích 352,7%, để xem những trang bị đây những phần trăm cộng như thế nào mà nó lại khủng khiếp như thế nha. Hiện tại là chân bảo 4 sao. Đấy các bạn thấy chưa, linh bảo các kiểu, xong bây giờ còn lên tận chân bảo này. Level 595 và một phát chỉ số nó cộng cũng lên đến 23,4% các bạn ạ. Ủa ôi, 11,2%. Ủa, sao cái món này được ít phần trăm nhỉ? Tiếp theo nó là 22,3 này. Đấy, 19,3 này. Cái phần trăm mà nó thì mình thấy nó không chênh lệch quá nhiều các bạn ơi. Nó cũng loanh quanh đâu đó tầm 20% thôi. Ồ, có cái này là 28,1% này. Và đây nữa, một cái chân bảo 4 sao này là bạo kích 30,4% này. Wow, căng thẳng đấy các bạn ạ. Và khi mà bạn ấy chơi liên kích bạo kích kết hợp với cả em Thanh Long nữa thì chất chơi người rơi quá. Thanh Long là pet chính. Thêm vào đấy nữa là đồng hành, đó chính là em Sivu. Em này thì có thể kiếm trong sự kiện yêu vực man hoang các bạn nhé. Em Sivu bạn ấy thì cũng cấp 4 rồi. Ui, được thực sự nhờ. Và cũng có một dòng cường hóa linh thú tím, nhưng ngon hơn đó chính là suy yếu linh thú vòng cam cơ. Và em Thanh Long của bạn đấy thì mình thấy là có một dòng cường hóa linh thú cam, một dòng cường hóa linh thú lam, có một dòng thủ cũng như là cường hóa sát thương bạo cũng phẩm cam. Tuy nhiên là mình không đánh giá cao lắm. Nếu như mà ngon lành thì nào hơn nữa, hoàn hảo perfect hơn thì có thể là suy yếu linh thú hoặc là bạo kích thì hợp lý này, bởi vì bạn đấy chơi liên bạo mà. Và đây chính là bộ tinh quái của bạn đấy nha, bảo khí các chủ. Thì đây là một em mặc dù là phẩm tím thôi nhưng mà nó rất cần thiết với những bạn nào mà chơi bạo kích đấy. Em này thì vừa có lợi khi mà đi dị thú xâm lược, vừa có lợi khi mà đi PK với cái chỉ số bạo kích cao. Bởi vì khi bạo kích một phát thôi là tăng 36% công của bản thân, mà lại kết hợp với em quỷ tướng nữa, máu mà trên 60% lại tăng thêm 40% sát thương nữa. Wow, tiểu long nữ khi HP lần đầu dưới 41% được giảm 35% sát thương phải chịu này. Được nhờ, bạn đấy không thèm chơi em phù tang mà chơi hẳn em này luôn cho chất các bạn ạ. Mình thì cũng đang sở hữu em tiểu long nữ này rồi, tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại ở server của mình chơi ấy, thì mình chưa dùng được, vẫn dùng em phù tang là hợp lý hơn. Còn về lết thì mình cũng sẽ chuyển qua tiểu long nữ các bạn nhé. Về cái huyết mạch thì sao, bạn đấy chơi cái bộ huyết mạch thanh long bởi vì là có tăng thêm sát thương bạo. Ôi, ngon lành không các bạn. Hiện tại thì cái pháp bảo của bạn đấy đã level 117 rồi. Wow, căng đét đèn đẹt luôn, bởi vì là những chỉ số nó cộng lên rất nhiều. HP cộng 52,4% này, công 69,7%, thủ 16,4%. Wow, mỗi tội là nhạy bén chưa kịp cộng các bạn nhé. Nếu như cộng thêm nhạy bén nữa thì kết hợp với cả liên kết bạo kích thì quá ngon luôn các bạn ơi. Còn về cái em vật cưỡi này xem nào. Có hóa hình con cá mập này các bạn. Kháng choáng lên đến 141,6% các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ thần thông của bạn đấy nha. Bộ thần thông thì tất cả những viên đá này bạn có cường hóa linh thú này 15,9%. Và bạn ấy chơi 72 phép biến hóa, bởi vì bạn ấy chơi theo kiểu là tấn công ấy, thì cái này nó sẽ gây thêm sát thương và hồi thêm yêu khí nữa. Tiếp theo, chấn tâm chú à. Cái này là level 75 và sau khi phóng đạo pháp thì sát thương tăng 24,4% và có 52% xác suất làm choáng địch trong 2 hiệp. Có hẳn một viên ấn ký phẩm cam luôn ạ. Cường hóa thuộc tính chiến đấu 20,4%. Ui, khiếp thế nhỉ. Cường hóa sát thương đạo pháp 15,9%. Nhiều bạn hỏi cái sát thương đạo pháp này là gì, tức là đây này. Nên nó giống như kiểu là cái 72 phép biến hóa này các bạn này. Nên nó tấn công ấy, là một cái ở thần thông tấn công gây sát thương. Đấy thì cường hóa thêm lên tận bao nhiêu đây? 15,9% mà sát thương gây ra nhiều đấy chứ. Tiếp tục này. Ở đây có một cái đan tâm đồng tị. Sau mỗi lần linh thú tấn công sẽ giúp chủ nhân hồi HP bằng 5,4% HP tối đa. Ui, và tăng 11% công kết hợp với cả em Thanh Long là hợp lý quá rồi. Tuyệt cả là vời luôn các bạn. Ồ, được nhờ, hai viên ấn ký tím, có bỏ qua thuộc tính chiến đấu. Và cuối cùng nó chính là cái thần thông vạn yêu thể, tăng 1040 yêu khí khi bắt đầu mỗi hiệp. Cái này sẽ giúp cho bạn đấy có thể sử dụng được cái đạo pháp nhanh hơn, bởi vì tốc độ hồi yêu khí nó nhiều hơn của các bạn. Có luôn một dòng suy yếu linh thú 20,4% nữa này. Ôi, càng thế nhờ. Chơi bộ combo như thế này thì không biết là ai có thể đánh được bạn đấy đây.
Nhìn chung các bạn nào mà chơi liên kích bạo kích cũng thấy tự hào phần nào, bởi vì top 1 48,12 ức mà vẫn chơi liên kích bạo kích như thế. Đâu phải là cứ top nào cũng chơi né đâu. Đấy, các bạn liên kích bạo kích sướng nhé. Cảm thấy wax select chưa? Thì nếu như bạn nào thấy siêu nhân nào lực chiến khủng khiếp hơn thì nhớ để lại comment ở bên dưới, cũng như là server bạn ấy chơi để mình vào ngâm cứu thử xem lại chơi như thế nào nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.